Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần 3. Và đặc biệt hơn thế nữa là trong cái phần cuối clip á, ở tiết 3 á, thì thầy đã hướng dẫn cho em cái cách bấm máy tính Casio. Ở đây là của thầy là Casio FX580VNX. Ha. Cái việc mà chuyển từ đây là D này chính là độ này. Để chuyển sang radian thì chúng ta biết đúng không? Bấm Shift menu này. Bấm 2 này. Hai radian này nó ra chữ R, thấy không nào? Chúng ta bấm ngược trở lại thì shift menu 2, chúng ta bấm 1 là ra độ trở lại. Còn việc đổi từ radian sang độ hoặc là độ sang radian thì thầy đã hướng dẫn em rồi. Nhớ cái phím bấm OBTN này, option ha, hai đơn vị góc để chúng ta chuyển đổi các em nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần 4, đó chính là quan hệ giữa các giá trị lượng giác. Nói chung bắt đầu từ cái phần 4 này là nó đã có cái công thức lượng giác cơ bản rồi, nên thầy đề nghị chúng ta phải viết vào và để chúng ta học thuộc các em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu A này, phần A chứ. Các công thức lượng giác cơ bản, hoạt động 5, nhận biết các công thức lượng giác cơ bản. Thì ở đây á thì chúng ta đã biết rồi chứ không phải là chưa biết, đó chính là sin phương alpha cộng cos phương alpha là bằng mấy, bằng 1. Nhưng bây giờ chúng ta hãy dựa vào định nghĩa để chúng ta tính. Thì để làm được cái phần này á thì chúng ta vẽ cái hình ra. Cái hình giống như ở trong cái chương trình lớp 10 á, chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Đấy. Thì như vậy thì ở đây chúng ta có này, thầy sẽ vẽ lại cho các em, cho không nói mà không vẽ thì các em sẽ không hiểu. Mà đã học thầy mà không hiểu thì cũng rất là tồi cho các em, tại vì thầy sẽ theo em tới chương trình lớp 12 luôn các em nhé. Từ lớp 6 tới lớp 12 mà cái chương trình mới tới 3 bộ sách nữa, thầy quay rất là cực em. Một bộ thì nói chung là đơn giản với thầy, nhưng mà 3 bộ mà thầy dạy ở chương trình trung học cơ sở, cả khoa tự nhiên nữa. Đáng lẽ lên chương trình này thì thầy quay cả hóa nữa, nhưng mà không có thời gian quay em, tại vì thầy phải đi dạy trên trường nữa, không có thời gian. Đa số thầy sẽ tập trung chủ yếu quay trước ở trong hè, chứ mà vào ở trong năm học thì thầy nói em là cực kỳ bận. Em đã hiểu rồi đúng không? Giáo viên thì rất bận chứ không phải là rảnh. Rồi, đây chúng ta có cái vòng tròn này. Thì trên đây chúng ta sẽ lấy điểm M. Từ M này chúng đơn vị ở đây là gì? A ha, đây là 1 này, 10 này, A là tọa độ 10. Từ M này chúng ta hạ xuống H ở đây. Vuông góc ở đây ha. Từ M này chúng ta hạ ngang qua đây là K. Ở đây cũng vuông góc. Chúng ta nói OM là. Như vậy cái góc alpha là góc này này. Theo chiều này. Như vậy alpha là góc này. Em hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, thì cái điểm M này này là điểm biểu diễn của góc lượng giác alpha. Chúng ta ghi là cái điểm M là cái điểm biểu diễn của góc lượng giác alpha của đường tròn lượng giác. Chúng ta có này. Như vậy thì ở đây chúng ta đã biết rằng là OK ở đây là trục gì? Trục tung. Trục tung thì nó chính là trục sin. Đúng không? Chúng ta nhớ đúng không? OI là trục tung, là trục sin, mà OX là trục hoành, là trục gì? Trục cos. Như vậy chứng tỏ OK này sẽ là bằng gì? OK thì nó sẽ bằng HM thì nó sẽ bằng là sin alpha. Như vậy thì OK sẽ bằng MH và bằng ở đây là sin alpha. Chứ nữa thì tương tự như vậy thì chúng ta có OH là trục hoành, nó nằm trên trục hoành này thì nó sẽ bằng KM. Đúng không? OH sẽ bằng KM, sẽ bằng ở đây là cos alpha. Cái này chúng ta được học rồi. Như vậy thì theo định lý Pythagore chúng ta có là gì? OM, OM ở đây đó chính là gì? Là cạnh huyền. Đúng không? Sẽ bằng OH bình phương cộng cho MH bình phương. Như vậy thì chúng ta có là theo định lý Pythagore. Pythagore
Trong cái tam giác MOH ta có, thì OM sẽ là cạnh huyền là bình phương, sẽ bằng hai cạnh góc vuông bình phương cộng lại này, để bằng OH bình phương. Đây, OM bình phương sẽ bằng OH bình cộng cho MH bình, đúng không? Cái này thì ai cũng biết rồi. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra OM bình phương, OM bình phương. Như vậy OH, OH là bằng gì các em? OH là bằng cos này, MH là bằng sin, đúng không? OM bình phương là bằng gì? Đấy, OM bình phương đó chính là bằng bán kính. Và bán kính ở đây bằng bằng mấy? Bằng 1, tại vì nó bằng OA. OA, OM bằng bằng mấy? Ở đây bằng 1, đúng chưa? Như vậy từ đây chúng ta suy nghĩ ra là 1 sẽ bằng OH, chúng ta là bằng cos bình phương alpha cộng cho sin bình phương alpha. Như vậy, ta kết luận vậy, sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha sẽ bằng mấy? Bằng 1. Xong, chúng ta đã tính xong rồi đấy, hiểu chưa? Tương tự như vậy ở câu B, cái câu A nha. Sử dụng kết quả hoạt động 5A và định nghĩa tan, hãy tính 1 cộng tan bình phương alpha. Như vậy chúng ta có là 1 cộng tan bình phương alpha sẽ bằng như vậy 1 ở đây này, số 1 ở đây chúng ta có thể viết ở đây là cos bình phương alpha chia cho cos bình phương alpha, được không? Tại vì cos bình phương alpha chia cos bình phương alpha thì hai này giống nhau, chia nhau thì bằng 1. Còn tan thì bằng sin trên cos. Như vậy tan bình phương thì bằng sin bình phương alpha chia cho cos bình phương alpha. Như vậy khi đó nó cùng mẫu cos bình phương alpha, chúng ta ghi lại, lấy hai này cộng lại. Cos bình phương alpha cộng sin bình phương alpha. Như vậy kết quả ở đây mà hai thằng này cộng lại này, chúng ta tính ra bằng 1. Như vậy bằng 1 trên cos bình phương alpha. Xong. Như vậy thì ở đây chúng ta có một công thức cơ bản đầu tiên là sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha bằng 1, ta đã chứng minh được rồi. Cái thứ hai đó chính là 1 cộng tan bình phương alpha sẽ bằng là 1 phần. Nhớ tan là đi với cos, mà cotan thì chỉ đi với sin. Nhớ không thầy như vậy nha. Hai công thức cơ bản như vậy thì ở đây chúng ta kết luận vậy. 1 cộng tan bình phương alpha chỉ trên 1 cos bình phương alpha. Công thức thứ hai chúng ta đã chứng minh được luôn, chứ không phải từ trời rơi xuống. Em hiểu không? Rồi ok. Tiếp tục nha. Hình vẽ em. Bây giờ chúng ta đi sang một số công thức này. Đây. Thầy đề nghị một lần nữa là ở trong cái chương này thì công thức rất là nhiều. Công thức rất nhiều mà các em không chịu khó các em học á, là không bao giờ chúng ta mà biến đổi được các cái bài lượng giác được em. Không thể chứng minh và biến đổi và tính toán cái giá trị được. Nên là đây chúng ta sẽ học thầy 4 thức này. Hai công thức này chúng ta vừa mới chứng minh, đúng không? Còn ở đây này, thầy đã nói rồi, tan thì đi với cos, mà cotan thì đi với sin này. Và đặc biệt chúng ta có mối liên hệ giữa tan và cotan, nó chính là bằng 1 này. Ở đây cái điều kiện chúng ta đây là alpha khác b trên 2 cộng kb và k thuộc z. Ở đây là alpha khác kb, k thuộc z. B trên 2 ở đây nghĩa là 90 độ này. Thằng này tương ứng ở đây là 90 độ này các em. Còn đây là 180 độ này. Còn thằng này cũng là 90 độ này. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở ví dụ 8 này. Ở đây người ta yêu cầu các em là tính các giá trị lượng giác của góc alpha, biết sin alpha. Tính các giá trị lượng giác nghĩa là ở đây chúng ta phải tính cos, tính tan và tính cotan khi chúng ta biết sin. Sin thì bây giờ chúng ta tính cos trước. Chúng ta tính cos trước. Cos alpha bằng trước. Mà để tính cos alpha chúng ta dựa vào cái mối liên hệ giữa hai thằng này. Đây. Sau đó có cos và sin xong ta sẽ tính tan. Tan thì bằng sin trên cos. Và chúng ta tính cotan. Cotan thì chúng ta có thể tính bằng cách rất là nhiều cách. Chúng ta có thể bằng tính là cos trên sin, hoặc là tính 1 chia tan, tại vì tan nhân cotan bằng 1. Nghĩa là có rất là nhiều cách để tính. Các em hiểu không? Tại vì cái anh cotan á, cotan alpha thì bằng cos alpha trên sin alpha. Còn không là các em áp dụng công thức này cũng được. Còn không là chúng ta áp dụng công thức này cũng được này. Có 3 cách tính, 1 cách, 2 cách và 3 cách. Hiểu chưa? Nó đều ra kết quả này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần luyện tập 6. Luyện tập 6 em nha. Tính các giá trị lượng giác của góc alpha, biết cos alpha. Và alpha này nằm trong cái khoảng là từ pi cho tới 3 phần 2 pi.
Nghĩa từ đây là 100 ở đây bao nhiêu? 180 độ. Đúng không? Tôi tính ra cho em xem. Bi là 180 độ, 3/2. Ở đây nhân cho 180 bằng 270 độ. Đó. 180 thì tới 270 độ nằm trong cái khoảng này. Nghĩa là mình bây giờ chúng ta đi tính sin, tan và cotan. Được chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn này. Chúng ta dựa vào cái điều kiện này. Vì bi, tại vì góc alpha nó nằm ở trong cái khoảng này, 3π/2. Nên từ đây chúng ta suy ra là sin, coi thử trong cái khoảng này thì sin alpha là nó dương hay là nó âm. Em hiểu không? Nên trong khoảng này thì sin alpha nó sẽ dương này. Mặt khác mà chúng ta có sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha thì bằng mấy? Bằng 1. Ở đây người ta cho các em cos. Bây giờ chúng ta tính sin. Từ đây chúng ta suy ra sin bình phương alpha sẽ bằng 1 trừ cos bình phương alpha. Từ đây chúng ta suy ra sin alpha sẽ bằng căn bậc 2 của 1 trừ cos bình phương alpha. Thế số vô căn bậc 2 của 1 trừ ở đây cho -2/3 bình phương. Đúng không? Như vậy sin alpha sẽ bằng, ta bấm máy tính này, căn bậc 2 này, 1 này, trừ này, à, ở đây 4/9 nè các em. 4/9 đúng rồi. Đây, căn bậc 2 của 5/3. Rồi, ok. Có rồi thì bây giờ người ta tính tan và cotan thôi. Do đó ta có tan alpha sẽ bằng sin bình alpha trên cos alpha. Sin alpha là bằng căn 2 của 5/3. Chúng ta chia cos alpha là bằng -2/3. Như vậy 3 với 3 này hết. Như vậy kết quả đưa âm này lên bằng âm căn 2 của 5/2. Ta tính cotan. Tính cotan ở đây. Như vậy thì sẽ bằng 1 chia cho tan alpha. Cái này nhanh hơn đúng không? Ta lấy 1 chia cho âm căn 2 của 5/2. Được không nè? Như vậy số 2 lên phía trên trở thành là -2/(-2)/5. Các em thích thì các em trục công thức ở mẫu còn không là các em để như này luôn. Dạ thôi. Được chưa? Xong phần luyện tập 6 của em nha. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở phần B. Là giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt. Ok. Thì ở trong cái phần này em, chúng ta phải nhớ lại câu này. Cốt đối. Cái câu này hồi trong chương trình lập chính như thầy cũng có cho các em. Cốt đối sin bù. Sin bù phụ chéo là tan cotan. Tan cotan. Cốt đối sin bù phụ chéo tan cotan hoặc là bi tan cũng được. Có một số giáo viên thì đọc chỗ này là bi tan, cứ cách một bi, bi thì tan tan bi trừ alpha thì ra cotan alpha 180 độ. Cốt đối sin bù phụ chéo tan cotan. Như vậy thì ở đây chúng ta nhớ thầy này, trong đây thực chất thì nó cũng các công thức thôi em. Nên ta đi sang hoạt động 6 này, nhận biết liên hệ giữa giá trị lượng giác của các góc đối nhau. Các góc đối hồi nãy thầy nói rồi, cos đối. Cos đối nghĩa là cái anh cos này sẽ dương này, còn tất cả những còn lại là âm nha. Như vậy thì ở đây xét hai điểm MN trên đường tròn lượng giác xác định bởi hai tia đối nhau. Đó, hai tia đối nhau có nhận xét gì về vị trí của hai điểm MN đối với trục với hệ trục OXY, từ đó rút ra liên hệ giữa ở đây. Như vậy thì ở đây nó đã có sẵn công thức rồi các em này. Nói tóm lại là cos đối này. Cos đối. Đây, cos đối nghĩa là cos âm của alpha sẽ bằng cos alpha, nghĩa là thằng này dương này. Còn tất cả đều lại là âm này. Âm này và đây âm này. Cos của âm alpha thì bằng cos alpha, còn sin âm alpha thì bằng âm. Tất cả đều bằng nên là bằng này âm này. Bằng này âm, còn này chỉ dương thôi. Nhưng cos đối là như vậy, hiểu chưa? Ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Sin bù này, sin bù này. Đây. Góc bù này. Bù nhau. À, phụ nhau khác. Nghe nó này, nếu mà phụ nhau á, phụ nhau nghĩa là 90 độ.
còn bù là 180 độ. Như vậy thì bù cốt đối sin bù, sin bù nghĩa là sin dương, nghĩa là đây là bi, bi đây là 180 độ trừ alpha nghĩa là bằng sin alpha, còn tất cả còn lại là đều âm hết. Cốt tan cotan, cốt đối nghĩa là âm alpha sẽ bằng cos alpha, còn tất cả còn lại đều là gì, là âm. Còn sin bù nghĩa là bù ở đây là 180 độ nghĩa là bi, bi trừ alpha nghĩa là sin, mở ngoặc ra bi trừ alpha thì bằng sin alpha, còn tất cả còn lại đều là âm hết, nghĩa là cos của bi trừ alpha là bằng gì, bằng âm cos alpha. Tan cũng vậy và cotan cũng vậy, hiểu chưa? Phụ này, phụ chéo nghĩa là sin thành cos và cos thành sin. Đây bắt buộc phải học, ghi mấy cái này vào học thuộc thôi. phụ nghĩa là 90 độ, 90 độ nghĩa là cái này là bằng bi trên 2, thầy giải thích được em hiểu không? Phụ chéo nghĩa là sin thành cos mà cos thành sin, nghĩa là sin của bi trên 2 trừ alpha sẽ bằng là cos alpha. Mấy thằng này đều dương hết nha, đều dương hết. Cos đối là cos dương, sin bù là sin dương, phụ chéo nghĩa là sin thành cos mà cos thành sin, phụ nghĩa là 90 độ nghĩa là bi trên 2, còn bù nghĩa là bi nghĩa là 180 độ, được chưa? Bi tan nghĩa là hơn góc hơn kém bi này, nghĩa là alpha và bi cộng alpha. Như vậy nếu mà bi trừ alpha á, phụ chéo thầy nói sin bù nghĩa là bi trừ alpha là ra sin, nhưng mà ở đây là bi cộng alpha thì khi đó chỉ có tan với cotan dương thôi, nên là thầy nói là tan cotan là cái cuối, bi tan với cotan, còn thằng cos thằng sin sẽ âm. Video đại học chứ không có cách nào khác, em hiểu chưa? Ok, em đã rõ các công thức này chưa nè? Nghe thầy đọc lại câu thần chú này. Cốt đối sin bù phụ chéo nha, cốt đối nghĩa là cốt của âm alpha thì bằng cos alpha đấy, sin bù nghĩa là bi trừ alpha thì bằng sin alpha, còn tất cả còn lại là âm. Phụ chéo là sin của bi trên 2 trừ alpha thì bằng là gì, cos alpha, cos thì ra sin, tan ra cotan và cotan ra tan. Bi tan nghĩa là bây giờ nó hơn kém nhau bi, nghĩa là bi cộng alpha, nghĩa là sin và cos sẽ âm, tan và cotan sẽ dương. Nhớ lại như vậy, bốn cái công thức như vậy nha. Chú ý, nhờ các công thức trên ta có thể đưa việc tính giá trị lượng giác một góc lượng giác bất kỳ về việc tính giá trị lượng giác của góc alpha nằm trong cái khoảng này. Ví dụ tính cái thằng này ha, tính thằng này thì cốt đối cốt alpha, cốt của âm alpha thì bằng cốt alpha theo công thức, đúng không? Thì đây âm này, âm alpha này, coi cả cái thằng này là alpha, như vậy thì nó bằng cốt alpha này, đúng không? Bây giờ ở đây chúng ta tách thằng này ra, 11 bi trên 4 thì đây sẽ ra được là 3 bi trên 4 cộng 2 bi, đúng không? 3 bi trên 4 cộng 2 bi, như vậy sẽ bằng cái thằng này. Ok, như vậy thì nó bằng tiếp ở đây. Rồi đây, chúng ta tắt đây, lưu ý chỗ đây để chúng ta làm chỗ này nè. Bây giờ chúng ta tính sin nha, sin của âm 675 độ chúng ta tắt giống ở trên đây nè. Như vậy ở đây nó cũng sẽ bằng là gì em, sin của 45 độ trừ 2 nhân cho 360 độ, đúng không? Đúng chưa? Như vậy thì thằng này á thì nó sẽ bằng là gì, sin của 45 độ, mà sin của 45 độ thì bằng bao nhiêu, căn bậc 2 của 2 trên 2. Cái này không biết thì bấm máy tính nha. Tan ở đây, tan 15 bi trên 4 chúng ta sẽ tách ra trở thành tan 15 bi trên 4 thì theo em ta tách ra bằng bao nhiêu nhỉ? 4 x 3 bằng 12, 12 cộng 3 chứng tỏ là đây là 3 bi cộng 3 bi trên 4, đúng không nè? Đúng chưa? Cái này người ta bắt buộc người ta phải tính nhẩm tốt nha các em nhé. Ok, như vậy thì tiếp tục ở đây sẽ nó sẽ bằng, ở đây là 3 bi cộng cho 3 bi trên 4 thì nó cũng sẽ bằng tan của bi cộng cho 3 bi trên 4, mà ở đây là nó là hơn kém nhau bi thì bi tan, như vậy tan đây ra dương, nghĩa là tan của 3 bi trên 4, tan của 3 bi trên 4 thì nó lại bằng tiếp
tan của bi trừ cho bi trên 4. Tan của bi của trừ, tại vì 1 trừ cho 1 phần 4 thì bằng 3 phần 4 này. Tại vì bi trừ bi trên 4 là bằng 3, 3 phần 4. 3 bi trên 4. Mà ở đây là gì? Cốt đối sin bù, sin bù chỉ ra sin dương thôi. Như vậy tan đây thì nó sẽ ra âm. Như vậy ra âm của tan của bi trên 4. Đúng không? Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng là gì em? Bằng âm 1. Xong. Vậy đó. Hiểu chưa? Phải nhớ công thức để chúng ta tách, chứ không là bị sai đó. Ok. Được chưa nào? Tất cả công thức ta phải nhớ nha. Rồi ta đi sang tiếp tục ở phần vận dụng 2 nữa là xong. Từ từ. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần cuối cùng của cái bài này. Đó chính là phần dụng vận dụng 2 các em nha. Huyết áp, mà huyết áp là gì? Huyết áp thì đó chính là cái vận tốc mà máu nó lưu thông ở trong mạch máu, nghĩa là từ tim. Chúng ta được học ở chương trình lớp 8, chúng ta được biết huyết áp đúng không? Huyết áp đó chính là cái lực, cái vận tốc mà máu nó chảy. Nếu như mà người nào bị huyết áp cao, nghĩa là tim đập nhanh, nghĩa là cái khi đó cái vận tốc máu nó sẽ như thế nào? Nó sẽ nhanh. Đó, còn huyết áp thấp thì ngược lại. Vậy thôi. Thầy là một trong những người bị huyết áp cao các em, cũng tầm 140 đến 150 ạ. Rồi, thay đổi mỗi ngày, giả sử huyết áp tâm trương, tức là áp lực máu lên thành động mạch khi tim giãn ra của một người nào đó ở trạng thái nghỉ ngơi tại một thời điểm T và công thức. Ở đây là BT 80 cộng 7 sin BT chia cho 12 đúng không? Trong đó T là số giờ tính từ lúc nửa đêm và BT tính bằng mm thì ngâm. Tìm huyết áp tâm trương của người này vào các thời điểm sau. Câu A, 6 giờ sáng. 6 giờ sáng nghĩa là T chúng ta bao nhiêu? T là bằng 6. Chúng ta thế thôi. Ta thế B của 6 bằng 80 cộng cho 7 sin B nhân 6 trên 12 ở đây. Được không? Như vậy B của 6 sẽ bằng 80 cộng cho 7 nhân sin ở đây của 6 12 nghĩa bi trên 2. Đúng rồi. Ta bấm sin sin của bi trên 2. Đấy, thì bấm radian nè, shift menu 2 2. Như vậy sin sin của bi trên 2 đúng không? 90 độ đấy. Đằng 1 này. Ta bấm lại đi. Bằng 1 chứng tỏ đây bằng 87 đúng không nào? 80 cộng 7 bằng 87. Tiếp tục. Câu B là 10 giờ 30 phút sáng. Nghĩa là T bằng bao nhiêu? Bằng 10,5 đúng không? Như vậy B của 10,5 bằng 80 cộng cho 7 nhân sin của 10,5 bi chia cho 12 bằng. Thầy bấm máy tính luôn nha. Như vậy ở đây chúng ta có này, ta đổi ra đây an tiếp sin 10,5 bi phần 12 đơn lại bằng nhân 7 bằng cộng 80. Đây 82 6 7 8 7 đó. Câu C, 12 giờ trưa. 12 giờ trưa nghĩa T bằng 12. Như vậy B của 12 ở đây sẽ bằng là 80 cộng 7 sin B 12. Đúng không? Thì chứng tỏ kết quả ở đây sin của bi là bằng 0. 0 nhân 7 bằng 0, nhưng mà kết quả bằng 80 này. Câu D, 8 giờ tối. 8 giờ tối nghĩa là T bằng bao nhiêu? 8 giờ tối nghĩa là 20 giờ đấy. 8 giờ tối
nghĩa là T bằng 20 này. Kiếm. Như vậy B của 20 sẽ bằng 80 cộng 7 sin B nhân ở đây cho 20 chia cho 12 bằng, ta lại bấm ha. Sin 20 shift B 12 bằng nhân 7 cộng 80. Đây nghe. Bằng 160. Trừ 7 căn 2 của 3 chia 2. Rồi. Rất là dễ. Cái này thì ai làm cũng được, tại vì chỉ việc thế vô rồi dùng máy tính bấm cho đâu có làm gì đâu. Có đúng không? Cái này mà chắc chắn là bấm được chứ, đúng không? Ok. Rồi. Xong. Về phần bài tập ha. Bài tập thì học thì nhiều, nhưng mà làm bài tập lại ít. Có 6 bài thôi. Cái này dễ nè. Rồi ok. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc. Trong clip sau thầy sẽ làm cho em phần bài tập của em nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa làm đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.